Vườn Lan Hà Nội xin chào mọi người nhé. Hôm nay ngày 8 tháng 12 thì em xin giới thiệu đến mọi người hai cái dòng lan để mình chơi Tết và chơi xuân là Cattleya và Vu Nữ. Thì số điện thoại đặt hàng của bên em ấy là 0974 702 106 nhé. Thì mọi người mua có thể gọi điện trực tiếp theo số đó hoặc là nhắn tin cho em cũng được, hoặc là comment trên cái mà video và chương trình mọi người xem đang xem. Thì đầu tiên em xin giới thiệu đến các bác là cái dòng lan cát này. Cát của nhà em thì có hai loại nhé, đó là cát đại một lá và cát cát chùm hai lá. Đây có hai loại, đây là cây cát hai lá nhé. Đây nó phân biệt khác nhau này, đây nó một lá thôi, đấy nó có một lá thôi. Cái này thì một thân của nó thì sẽ có hai lá. Đó, đây là hai cái giống cát khác nhau nhé. Đó, cát này là cát hoa đại, bông rất là to. Còn cái cát này thì hoa nó nhỏ hơn nhưng mà hoa nó chùm. Đó, đồng giá hôm nay em bán là 80.000 một chậu nhá. Nhưng cái chậu cát to trưởng thành như thế này rồi mọi người về nhà chỉ có sẵn treo lên thôi. Đó, cái cây mà cát hai lá ấy, này em đã có sẵn móc treo rồi, về nhà chúng ta sẵn treo thôi. Cây cát một lá thì về nhà chúng ta thay sang cái chậu to hơn rồi chúng ta treo lên là nó rất là đẹp. Mình tùy khí hậu mỗi vùng miền ấy thì nó có thể cho hoa vào ngày Tết này hoặc là cho hoa vào mùa xuân nhá. Đấy, vùng nào mà nó hơi khí hậu hơi lạnh lạnh một chút ấy là nó sẽ nở hoa sớm vào Tết nhá. Còn cái vùng nào mà nó hơi nóng thì nó sẽ nở hoa vào xuân. Đây, cát đại một lá, chậu cây rất là đẹp nhá. Trước hết thì em cho mọi người xem màu hoa này. Màu hoa thì đây. Màu hoa thì em có các màu trên nhá. Đây là cát đại là có vàng lưỡi đỏ này, xanh này, trắng lưỡi hồng này, cam này và hồng. Có 5 màu nhá. Cát mini thì hôm trước em cũng quay cho mọi người xem rất là nhiều rồi. Đấy, rất là nhiều lần em quay cho mọi người xem mặt hoa của cát mini rồi. Nhiều bác chơi cát thì thừa biết rồi. Bây giờ em sẽ cầm một vài cây lên cho chúng ta xem nhá. Để xem chất lượng cái cây này. Đấy, cây nào cũng rất là to đẹp và lá khỏe. Lá của cái cây cát này nó rất là cứng. Đó, cứng và chắc. Thế nên là cây này dễ sống. Mình trồng thì tầm khoảng 1 năm nó sẽ cho hoa 2 lần. Đấy, rất là dễ sống. Và mình trồng khoảng 2 năm ấy thì mình mới lại thay chậu cho nó 1 lần. Thay chậu để mình loại bỏ những cái rễ chết để cho cái cây nó phát triển thật khỏe. Mình trồng lan cát thì mình cứ để ở dưới dưới tán cây này, hoặc là nhà nào có mái có dàn lan ấy thì mình để ở dưới dàn lưới ấy, cắt nắng độ khoảng 60-70% là được. Còn nhà nào không có dàn thì để ở dưới tán cây hoặc là để ở dưới mái tôn cũng đều ok, cũng đều có thể sống và phát triển tốt được. Thì đây, cái cây rất là to đẹp nha, em cầm một vài cây lên này. Đây toàn là cát một lá, cát hai lá thì nói chung là cây nhà em đảm bảo ấy là nó đẹp và nó không có lỗi. Đấy, mọi người mua ấy thì cứ kiểm tra hàng và nhận kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em nhé. Đây, cái cây cát hai lá thì nó cũng như thế nhá, nó cũng không hề có lỗi đâu đó, mà số lượng rất là nhiều. Thế nên là em sẽ chọn những cái cây đẹp để bán trước cho mọi người, giá là 80.000 một cây nhá, cả cát đại và cát chùm đều là 80.000 đó. Cát hai lá cũng 80.000 mà cát một lá cũng 80.000. Mọi người có thể lấy xen kẽ nhau để sưu tầm cho nó đa dạng đúng không ạ? Màu hoa thì em cho mọi người xem quá nhiều rồi, quan trọng là mọi người xem cái cây này, chất lượng cây nó rất là khỏe nhá. Về nhà chúng ta này để cái chậu này mình thay sang cái chậu to hơn. Đấy, mình có thể bóc ra cũng được, mà không thì mình cứ để nguyên cái chậu này vào cũng không sao cả. Đó. Về nhà thay vào cái chậu gỗ hoặc là những cái chậu mà chậu xanh ấy là nó rất là đẹp đấy. Đó là về cái dòng cát nhá, có 80.000 thôi, rẻ kinh khủng ấy. Cái cát này mà đang hoa ấy thì nó có những người phải bán tầm 250 300 ấy. Đây mình mua cái cây này về thân cây khỏe đẹp đúng không ạ? Mà lại có giá 80.000 thôi. Bây giờ em quay sang mặt hàng khác này, là mặt hàng Vũ Nữ nha. Vũ Nữ này em thanh lý rẻ lắm này. Đây Vũ Nữ đây. Đây là một còn một ít cái Vũ Nữ nó. Đó, Vũ Nữ giống nhưng mà cái cây này nó cũng có thể đến tuổi cho hoa rồi. Nhưng mà nó sẽ ra hoa vào mùa xuân năm sau nhá. Đây, đây là những cái cây Vũ Nữ hồng lâu mộng, Vũ Nữ vàng. Nói chung là cái Vũ Nữ nhà em nhiều loại nhiều màu lắm. Cái cây thì nó cao tầm cỡ khoảng đây. Em để đây nhá, một găng tay của em này. Đây, quên mất. Một găng tay của em nhá. Đấy, một găng tay. Tầm 25 cm. Một cây Vũ Nữ này cao tầm khoảng 25 cm. Và em cũng bán luôn là giá 25.000 luôn. Đó, đây. Cây này rất là khỏe đẹp nhá. Đảm bảo nó rất là khỏe. Đây, nhỏ nhưng nó vẫn lên ngồng này. Đấy, nhưng không phải là cây nào cũng lên ngồng. Đây là có một vài cây nó lên ngồng thôi. Đó, thì mọi người mua những cái cây, em sẽ cố gắng chọn cho mọi người những cái cây đẹp. Về nhà là chúng ta khoảng vài tháng nữa nó đều lên ngồng hết đấy mà. Đó. Đây. Đấy em cầm cây nào nên rất là đẹp nhá. Đó. 25.000 một cây thôi, quá rẻ. Thật sự quá rẻ luôn đấy. 10 cây em bao ship luôn. Ok, 10 cây thì bao ship luôn ạ. Đây.
Đấy. Mọi người cứ mua hàng ấy thì được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Đấy, để đảm bảo là hàng chuẩn đẹp như em giới thiệu thì chúng ta nhận hàng cho em ạ. Cây nào cây đấy đều rất ok nhá. Đúng tiêu chuẩn như em giới thiệu. Cây vũ nữ này cao tầm 25 cm. Đó, có nhiều màu hoa. Em bán cũng là 25 nghìn luôn. Đấy, hoa thì nó ra vào mùa xuân. Một năm vũ nữ thì nó cho hoa khoảng 3 lần cơ, 3 mùa hoa cơ. Vũ nữ thì trồng thì nó cũng rất là dễ. Mình chỉ vũ nữ thì nó ưa nắng. Đấy, nó có thể chịu được nắng. Mình để ở những cái nơi mà có nắng độ 80% là được. Thoải mái ok. Vũ nữ thì dễ sống lắm, có thể ghép lên cây này, trồng vào chậu này. Đều được hết. Hoặc là ghép vào trụ cũng đều ok nhá, 25 nghìn một cây này. Mọi người mua thì gọi điện theo em cho em theo số là 0974702106 nhá. Rồi bây giờ thì em xin chào mọi người. Đó là hai cái mặt hàng ngày hôm nay em giới thiệu nhá. Ngoài ra em sẽ còn rất là nhiều mặt hàng khác để giới thiệu đến các bác. Em xin chào mọi người.